cháy nhà. Xe cấp cứu cứu hỏa nhỏ đang nhà chạy tới chỗ đó, cháy quá trời cháy luôn nè. Ở đây bị cháy. Wow. Wow, cháy xe. Đây là chiếc xe đang bị cháy. Chiếc xe bị cháy nè các bạn. Quá trời. Xe bị cháy nát hết rồi. Phải ha. Đây là mấy anh cứu hỏa ở ở đây. Đang ơi. Hồi nãy cháy lớn lắm nhưng mà lúc mà em tới là nó như vậy đó. Hello các bạn, em mới vừa phỏng vấn xong cái người chủ của chiếc xe bị cháy đó. Thì hai vợ chồng ở sau đây nè, đó các bạn thấy không? Đó, hai vợ chồng nó đang ôm nhau đây nè, đó đó ngay đó đó. Vì họ không muốn lên YouTube cho nên em chỉ quay được như vậy thôi. Họ nói là chiếc xe này họ mới vừa mua ở bên, bây giờ cảnh sát tới nè, các bạn thấy không? Đó, cảnh sát ở sau lưng nữa nè, quá trời quá đất. Đó, ở đây là những cái xe cứu hỏa mà của thành phố này. Thành phố hồi nãy trên đường đi các bạn cũng thấy đó, lúc mình đi ở thành này chắc là thành phố Golden Road á đó, các bạn thấy không, cái ống nước ở dưới đây đó là ống nước bự luôn, họ câu vô đây họ xịt nước. Và tí nó vô xe đi, em sẽ nói về cái chuyện của cái này nè, các bạn coi đi đó. Hai người này là hai người chủ nha. Hai người đó là hai người chủ của chiếc xe mới vừa mua 6.000 thôi mà đã bị như vậy rồi. À, các bạn thấy mấy anh lính cứu hỏa không? Rất là to con, bự lắm. Đó. Cái chỗ đó chỗ lấy nước đó các bạn. À, thấy không? Cái chỗ lấy nước đó đó. Mỗi cái chợ khu á đều có cách chừng mà vài trăm mét á, là đều có một cái ống nước đó và họ truyền cái nước vào để mà cứu. À, các bạn thấy nè, thấy không? Đó, bây giờ cái người chủ đây đó rất là buồn và khóc luôn, cái cô ta khóc luôn. Hai người này phải nói là hai người xui nhất hợp giờ. Vừa mua xe xong, mua xe mới tưởng đâu được thành công ai nghèo đâu là bị đốt. Thì bây giờ họ đang nói chuyện với lại những người cảnh sát cứu hỏa và sẽ có người cảnh sát kia để tới là làm biên bản nữa. Đây ông cảnh sát ở đây nữa nè, đã quá trời ông cảnh sát luôn. Bên trời bên kia bên đường á là cái chỗ mà cảnh sát ở đây nữa nè, bên đây là cái trạm cứu hỏa nha các bạn. Bên đường có con cái luôn cho nên người ta tới rất là nhanh, các bạn thấy không? Bên đường á đều có cái chỗ trạm cứu hỏa, mỗi khu nhà đó mà cách chừng một lót đường á là đều có cái trạm cứu hỏa, người ta tới còn rất là nhanh luôn, bên đường chạy qua cái sẹt là tới liền. À, các bạn thấy không?
chiếc xe cứu hỏa đã cứu xong rồi đó. Bây giờ đã dập tắt, hồi nãy là lửa cháy dữ lắm. Các bạn thấy không? Tội nghiệp họ lắm. Đêm nổ mấy xe cái nó nóng quá. Cái nổ mấy xe mở máy lạnh nữa. Em thấy cái hai vợ chồng hồi nãy các bạn coi trong cái video đó. Thì hồi nãy em có tâm sự, em có hỏi về cái vấn đề tại sao xe bị cháy. Thì họ mới vừa mua chiếc xe này thôi. Xe này giống như cái chiếc mà cái kiểu dạng giống như chiếc RV đó, các bạn có thể có giường ngủ đồ trống nữa. Thì họ mới mua khoảng 6.000 đô thôi. Và mới mua đây nè, một người bên kia đó là một người Mỹ bán. Mua cái này là mới vừa sang tên thôi. Chưa được sang tên nữa. Là đáng lẽ ra đó là cái điều lệ mà buôn bán xe đó, và trước khi mà mình sang tên xe đó hay buôn bán xe đó, mình bán xe đó, thì mình phải làm cái smoke check trước. Làm cái smoke check xong, pass xong hết rồi đó, mình mới được đi đi bán xe. Mình mới bán được cái xe của mình. Cho nên những người nào mà chưa có quen thuộc về cái cách mua xe ở bên Mỹ đó, các bạn biết không, khi mà mình mua xe đó thì mình phải trước hết mình hỏi cái chủ, cái người bán á, là cái smoke check á, tức là smoke check, không biết tiếng Việt là gì nữa, thì hỏi có pass hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình phải dặn cái xe lên, mình coi cái đèn engine á, nó có bị cái check engine lên hay không. Nếu như mà cái check engine lên mà có cái bảng họ có được cái giấy pass smoke á, cái đó là họ xạo. Cái đó là họ đang chơi chiêu để mà được pass. Khi mà cái đèn xe mà check engine cái đèn màu vàng nó lên, trong xe nó lên á, là bảo đảm đi ra ngoài smoke check không bao giờ đậu. Phải tắt cái đèn đó mới đậu. Là cái thứ hai. Còn cái trong cái tờ giấy mà mình mua xe, cái thay đổi chủ quyền, cái giấy màu hồng á các bạn. Trong giấy màu hồng, nếu như mà nó để chữ salvage title nha các bạn. Cái salvage á thì là mình phải xem kỹ lại. Nếu như mà người chủ nói xe này chưa bị tông qua mà trong thay đổi để chữ salvage á, là cái chủ này nó xạo nữa, là không có thật tình, cho nên đừng bao giờ mua. Còn cái trường hợp của cái người này đó là họ đã trả tiền rồi. Trả tiền rồi mà đi không có chịu đi smoke check. Bây giờ tới đây smoke check. Tại vì cái luật của sang tên xe đó là mình trước khi mình sang qua cái chủ quyền xe của mình á, thì mình bắt buộc là mình phải có một cái smoke check và mình phải pass. Mà hai người Mỹ hồi nãy đó, họ sơ ý một cái, họ mua xe họ chồng tiền rồi mà họ đến đây họ smoke check, cái đó là sai rồi. Mà lỡ như mình mua xe mình chồng tiền rồi mà mình tới đây mình smoke check không pass á, là mình tốn tiền sửa nữa, rất là nhiều tiền. Các bạn cẩn thận cái chuyện đó, khi mà các bạn đi mua xe phải cẩn thận cái điểm đó nha. Bây giờ đó, cái thứ nhất mình đi mua xe đó, trong cái giấy hồng á, cái thứ nhất, bây giờ trước hết á là mình coi nè, cái người bán xe đó, mình muốn biết cái người mà muốn bán xe đó có phải là cái chủ thật của người chiếc xe đó không. Thì cái thứ nhất là mình khi mình đi mua xe đó, mình phải coi cái yêu cầu, mình coi cái giấy hồng nha, cái giấy chủ quyền xe đó, coi cái tên trong chủ quyền xe đó có trùng hợp với cái tên của cái người bán hay không. Trước khi mình mua đó là mình phải coi lấy cái bằng lái xe của họ, cái ID của họ, coi hai cái tên có giống nhau hay không. Còn cái thứ nhất, nếu như mà không giống nhau á thì bảo đảm họ nói họ bán giùm cho người nhà, bảo đảm luôn. Các bạn thấy chưa, ở đây bây giờ có nhiều người gian manh lắm. Và cái thứ hai là mình phải coi cái smoke check có pass hay không đó. Nếu như mà nó pass rồi đó thì mình phải dẫn chiếc xe lên nữa, mình coi cái đèn màu check engine màu vàng nó có lên hay không nữa. Nếu như mà nó lên mà có giấy smoke check mà pass á, cái đó là họ gian manh, họ đang chơi gian lận.
là không được cái vụ đó. Bảo đảm với là các bạn luôn 100%, khi mà chiếc xe mình có cái đèn mà check engine nổi lên, smoke check không có pass, bảo đảm 100% luôn. Còn khi mà họ nói chiếc xe đó đó mà không có tông á, mà trong thay đồ để sau vào chứ, lại họ càng nói xạo nữa. Cho nên đừng có bao giờ mua những người đó ha, các bạn thấy đó. Cái thứ nhất các bạn hãy quan phải coi, khi mua xe các bạn phải xem xét là cái thứ nhất là cái chủ quyền xe và cái người bán xe đó, hai người có cùng tên hay không, phải coi bằng lái mới biết nha, có cùng tên hay không. Cái thứ nhất, cái nếu như mà họ nói họ là chủ xe nhưng mà sao trong cái chủ quyền xe cái giấy màu hồng mà lại không phải tên của họ, cái đó là các bạn phải đặt vấn đề liền. Họ sẽ mượn cớ, họ nói cái này bán giùm cho người nhà, bán giùm cho người cháu, bán giùm cho người cậu, bán gì luôn luôn nhiều, nó nhiều nhiều thứ lắm. Và cái thứ nhất các bạn phải coi cái điều đó. Cái thứ hai, coi trong cái giấy hồng có để chữ salvage hay không. Nếu như mà salvage mà bắt các bạn mà mua lại cái giá mà cái giá nguyên si đó, cái giá thí dụ như bây giờ chiếc xe này đi, ở ngoài giá của thị trường nó trị giá là 10.000 đô. Mà nếu như mà chiếc xe các bạn mua mà bị salvage là không có phải 10.000 đô nha các bạn, cũng là 6.000, 5.000, 4.000, nhiều khi 7.000, cũng phải 30-40% dưới cái giá thị trường. Cái đó mới là đúng. Bây giờ các họ nói chiếc xe đó đó ở ngoài trị giá 10.000 mà họ bán các bạn 10.000 luôn, mà chiếc xe đó salvage mà bán 10.000 luôn á, là người đó gian manh, các bạn đừng mua. Cái thứ hai á, là các bạn phải coi kỹ cái giấy smoke check phải pass nha các bạn, phải coi kỹ. Và còn hai cái người này đó rất là tội nghiệp, họ sơ ý lắm. Hồi nãy thấy cái người mà chủ, cái người đàn bà đó đó, hoặc cô ta khóc luôn, thấy cũng tội nghiệp lắm các bạn. Tại vì mình đã mất tiền, mình đưa tiền cho người ta rồi, bây giờ làm sao mình gọi người ta, chưa chắc gì người ta bắt, chưa chắc gì người ta đền. Tại vì người ta đã đưa tên bán rồi, mình đã ký trên cái giấy, hai cái giấy hồng đó, họ đã ký, họ đã đưa cho mình rồi, họ cũng được, có thể là họ viết luôn cái giấy tay nói là cái giấy này đã bắt, cái xe này đã bán bắt đầu từ ngày này vậy đó, thì làm sao mà mình bắt người ta đền nữa. Tại vì mình đã chấp nhận mình mua rồi là không có giờ đền nữa đâu các bạn. Nhiều khi họ không bắt điện thoại luôn đó, mình cũng không làm gì được, tại vì mình đã đưa tiền cho người ta rồi mà giấy người ta cũng đã ký rồi, cái đó là lỗi của mình. Cho nên các bạn đi mua xe mua xe cũ bên đây nhớ cẩn thận nha. Còn chiếc xe này đó, mua 6.000 mà xe loại này đó, là họ có thể là họ ham rẻ, là cái thứ nhất. Chứ hơn là cái thứ hai là nhìn cái hai người đó đó không phải là dân kiểu như là có tiền lắm, nhưng mà cũng tội nghiệp cho họ, cho nên phải cẩn thận cái việc đó. Hồi nãy người đàn bà đó họ khóc dữ lắm, em cũng muốn quay cái những phỏng vấn họ lắm, nhưng mà sợ họ ngại, họ không cho lên, cho nên chỉ quay từ xa cho bạn coi sơ sơ vậy thôi. Thì khi mà họ mua xong đó, họ đem tới đây họ smoke check, mà đang trong thời gian ngoài chờ đợi smoke check là lại nó bị chạy máy đó, nó lại bị cháy lên, nãy lửa cháy nhiều lắm. Những người mà vòng vòng đây nói nãy lửa lên từ xa mà em còn thấy khói đen luôn mà các bạn. Các bạn hồi nãy cũng thấy rồi đó, em chờ tới đây em quay cho các bạn xem liền luôn. Thôi đó là cái tình hình mà em muốn chia sẻ cho các bạn biết. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thì nhớ nha, khi mà mua xe cũ bên đây nhớ cẩn thận nha các bạn. Còn nếu như mà ai có thắc mắc gì mà muốn về vấn đề mua xe cũ hay này nọ đó, thì cứ hỏi em, cứ bình luận vào hỏi em nhé, em sẽ hướng dẫn cho. Những bên bây giờ đó có rất là nhiều người họ mượn cái license auction, họ mượn nha, chứ không phải của họ, họ mượn. Hoặc là những cái người mà có license đó, họ vô đó họ auction xe rồi xong rồi đó, họ đưa cho người này bán để kiếm lời vài trăm đô hay đứng trung gian vậy đó. Nhưng mà họ nói là họ là chủ, nhưng mà các bạn hãy cẩn thận những người đi auction nha. Những người mà đi mua auction là họ đi mua những chiếc xe mà của nhà băng câu hay là những tông xe hay này nọ, rồi họ về họ sửa lại họ bán, cho nên phải cẩn thận cái vụ đó nữa. Thôi em cảm ơn các bạn nhiều lắm, em xin chấm dứt cái video tại đây và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký và một cái bình luận và một cái share. Bye bye.